Nguyên TV xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình đến khu này là thuộc Uông Bí, Vàng Danh à anh nhỉ? Khu này à, phường Bắc Sơn, Vàng Danh à, phường Bắc Sơn, Uông Bí. Thì đi trên đây có một cái chỗ lên, một cái điểm du lịch dọc đây lên khoảng một cây số rưỡi nữa, gọi là đỉnh Phượng Hoàng. Đó, là một cái điểm du lịch đẹp của Bắc Sơn, Uông Bí này. Thì mình xe mình vào đến đây đi cũng đường thuận tiện, đi vào đến đây nó hơi nhỏ nhỏ nhưng vào được đến đây cũng thuận tiện. Thì có anh chủ nhà đây, anh cải tạo cái vườn này làm chỗ để xe này, gửi xe này, và có phục vụ ăn uống, rồi anh ấy cũng làm đường đi lên trên đây. Thì xe, một xe đi vào đây gửi là hết 50.000, 1.000 à 10.000 tiền một người lên nữa, vì anh ấy có cải tạo cái đường đi lên. Và nếu có ăn uống gì thế, ở đây có, đặc biệt là có gà, gà đi bộ. Gà đi bộ là ở đây 400 một con, khoảng trên 2 kg, trên 2 kg hơi, và đã là chế biến là nướng xong rồi. Ai muốn ăn ở đây thì đặt ở đây rồi ăn, nếu không thì anh có thể anh mang lên trên đó cho mình, trên đỉnh trên đó. Thì trên đỉnh trên đó là thêm 50.000 tiền mang lên nữa, là tổng cộng là 450. Nhưng mà bây giờ mình cứ đi trước mắt là mình đi lên cho đó mình xem như thế nào đã, tại chưa có biết trước được. Nếu mà có gì thì mình sẽ gọi điện cho anh ấy sau, nếu muốn ăn trên đó. Còn nếu không thì phải đi xuống đây. Thế bây giờ mình chuẩn bị hành trang rồi, xe gửi đây rồi. Mình sẽ đi lên trên đó để chia sẻ với các bạn trên đỉnh Phượng Hoàng như thế nào nhá. Này, cũng nhiều người chia sẻ và cũng báo chí thấy viết nhiều rồi, mà hôm nay lần đầu tiên mình lên đây. Đây mình đang ngồi với anh chủ vườn đây. Anh tên gì? Anh tên Thái. Thái, dạ. Anh Thái thì ở bên này anh có cái vườn rất là đẹp. Các bạn đi vào đến đây đấy, cục đường ấy thì theo có cái hướng dẫn sẵn rồi, rẽ tay trái vào đây. Nếu các bạn chỉ đi lên đó chơi ngắm cảnh như đó đấy, thì nên vào đây gửi xe là được, nó rẻ tiền và đi cũng thuận lợi. Còn kế bên thì có một cái homestay, nhưng nếu ai nghỉ lại nên ở đó. Còn nói chung là thấy ở đâu thuận tiện thì, như mình thấy ở đây là thuận tiện. Bên kia có cái chỗ nghỉ lại luôn, bên này thì không nghỉ lại, thì chỉ gửi xe rồi đi lên thôi. Có phục vụ gà, có khi có thêm món gì nữa không anh? Có xôi rồi là rau xào hoặc là miến à, xào, dạ, có đủ ăn hết. Đủ ăn à. Xôi gà rau miến rồi. À, thì em nấu cả cơm bình dân, nếu mà có khách đặt cơm bình dân ăn. À, nấu cơm bình dân luôn. Các kiểu. Thế là thuận tiện lắm rồi. Bây giờ chỉ ở đây chỉ hiếm cái là ngủ lại thôi. Nhưng mình nghĩ nếu mà đi trên đây thì cũng nên lên chơi thôi, chứ còn ngủ lại thì nếu homestay thì cũng được. Tùy theo thôi, tùy. Dạ. Đây, ông bạn già mình hôm đi vào Sài Gòn đây. Đã đi với nhau 3 clip rồi. Hôm nay mình về Quảng Ninh lại, hai anh em lại tiếp tục phượt tiếp. Đây là đường đi lên. Thế đường này có thể là ai mà không muốn leo bộ, mình thuê xe ôm hoặc là xe gầm cao có thể đi đường này lên được. Nhưng mà anh em mình đi xe gầm thấp thì không lên được. Mình cũng muốn đi bộ cho nó thoải mái, muốn thể hiện một tí. Một cây số rưỡi leo đồi. Cái này nhá, nếu mình có xe mô tô ấy, mình vượt lên đó là vui đấy. À, cái anh này anh cũng sửa đường cho nó đẹp lại rồi cho mình đi lên nó thuận tiện hơn nè. Thu 10.000 một người. Hai bên đường này đa số là trồng cây keo. À, hình như đây cây vải này nha. Đúng rồi, vải. Cây vải nhưng không đúng mùa. Đúng mùa là có trái ăn luôn á. Mình mới đi được khoảng 200m. Nhưng mà thấy cũng hơi bắt đầu thở phì phò rồi. Đường lên còn dài. Cái này đỉnh Phượng Hoàng. Nghe tên thì cũng hay lắm, mà mình cũng nghe được nhiều người nhắc đến rồi. Hơi mệt đây. Nhìn bạn mình này, nhìn đúng là dân phượt chuyên nghiệp nhá. Đầu đội mũ ba lô và liếc à. Rất chuyên nghiệp. Mệt.
À, cái đường này là đường tư nhân làm, tư nhân sửa chữa. Nhưng mà làm như này lấy 10.000 một người đi bộ thì cũng là rẻ lắm rồi. Không biết là xe máy thì lấy bao nhiêu. Có lẽ là giờ mình đi được nửa đường rồi. Dưới đây có một cái rừng tre nhá. Rừng rất là đẹp, có cả cây cọ. Khu này thì nó thấy nó hoang sơ hơn. Còn phía bên này á là rừng trồng này, có thông với lại cây tràm, cây sa cư gì đó. Đây, bên dưới đây. Đường cũng cao lắm nhưng mà thuận tiện đó, thuận tiện để đi. Khá mệt rồi. Nửa đường. Dưới đây giờ là có tre, là tre sẽ có măng. Sẽ không còn vắt. Vắt thì phải mưa mới có. Đây cây thông, có cây thông già này. Cây này cho nhựa này. Đây người ta đã lấy cái thân cây ra này. Có cái bát nhựa dưới đây. Lấy hai bát luôn. 3 bát luôn. 4 luôn. À, cây này khá to. Lớn quá. Lấy 4 bô nhựa, gọi là bô. Đi được nửa đường. Nạp nước đã. Đây giờ mình khoảng hơn nửa tiếng mình leo đã lên gần tới đỉnh rồi. Đây có chỗ này là order gà nướng, có số điện thoại. Đây có một cái giống như cái ao á, ao cạn, chắc là mùa mưa sẽ có nước này. Đây có cái gì đây nữa. Đặc biệt đây rất là nhiều thông. À, cái xô này đựng nhựa thông. Trên đây có nhà. Bắt đầu thấy sim, trên đây thấy sim rồi. Ở đây có một cái chỗ chắc là dịch vụ này cho đốt lửa nướng. Nướng đồ ăn, nướng gà. Và đây có một cái bảng cấm này. Không được đốt lửa, gây nguy cơ cháy rừng. Tức là chỉ nướng ở bằng dịch vụ thôi, chứ mình không tự ý nướng được. Có thể lên trên đỉnh trên cao đây thì có thể, nhưng ở đây thì không. Ê, anh bạn già mình trở về tuổi thơ, đang chơi xích đu ở kia. Đấy, nhìn ngầu lòi luôn. À, đây là cây sim nhé. Sau mùa này là chắc không có trái. Đây có một cái nhà này thì nếu mình thuê thì chắc mình được đốt bếp ở đây này. Còn nếu không thì không được đốt đâu. Đấy, mấy chỗ này để đốt bếp. Trong nhà sàn. Nhà khá rộng. Có ghế. Nhưng cái này cũng không có sự chuẩn bị gì, có cửa ghế đóng ra đóng vào. Máy bạt tre. À, trên kia thì đây là cái nhà kín, có cả cửa phía sau nữa. Chốt bên trong. Nhưng mà trên kia thì có cái nhà sàn trống. Đây có chỗ cho thuê xe ôm nữa. Bên này là một đồi sim. Đây có điếu hút thuốc lào này. Bếp than tổ ong này. À, đây cho thuê lều, thuê xe ôm. Đấy, đi một nhóm hay lên đây thuê lều. Trên lều có một cái bàn thấp thấp giống như cái khoảng này, có chiếu, ghế. À, trông đi một nhóm lên đây thì cũng vui. À, đấy, có chỗ nấu nướng. À, bây giờ mình sẽ đi lên trên kia xem nó là cái gì. Nó là đồi cỏ cháy nhá.
leo lên đồi cỏ cháy. Đây có một cái bảng yêu cầu các tổ chức cá nhân không ở lại qua đêm trên núi do không đảm bảo các quy định về lưu trú, về tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và tài sản. Vậy là không lưu trú trên đây. Đây là chắc đi lên thì không lưu trú trên đó thôi. Chứ bên dưới thì những thuê này thì được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lên đỉnh đồi cỏ cháy ha. Đỉnh Phượng Hoàng đồi cỏ cháy. Cái bạn mình đi trước rồi, mình đi sau, bạn đi mở đường. Thở phì phò luôn. Lâu lâu mình mới đi leo như thế này. Thì ngày xưa thời còn trẻ ở quê thì cũng đi suốt à. Chân trâu chân bò thì mấy cái này leo là bình thường. Hàng ngày luôn á. À còn xa lắm. Nhìn á. Trên kia này, thấy không? Lại còn một quả đồi có đường lên nữa. Trên đây có mấy cái trạm nghỉ nữa à. Dọc đường đều có thùng rác cả. Thì chúng ta sử dụng cái gì không dùng nữa, rác thì nên nó bỏ gọn vào trong thùng nha các bạn. Để giữ gìn cái môi trường du lịch cho nó sạch đẹp. Chỗ này cũng ngồi nghỉ được này. Thuê là thuê, chỗ này là phải thuê. Thấy không? Đường lên này, lên trên đây thì đường dễ đi hơn. Cứ mô tô là đi được. Đấy, lên trên đỉnh trên kia có một đường sang một cái quả đồi bên này nữa. Gần đỉnh rồi. Mình sẽ cố gắng leo lên đỉnh kia. Từ đỉnh này sang đỉnh kia luôn. Đây mình đã lên gần tới đỉnh rồi. Trên đây có nhiều cái chỗ cái tấm phản gỗ như này để cho thuê này. Và đợt này chắc du khách ít. Họ quây đá vào đây để đốt được cái bếp nướng đồ ăn ở đây. Mình nghĩ là tối mà được ngủ lại đây cũng tuyệt vời lắm. Mà sao lại có cái bảng cấm là không được ngủ bên trên này. Nếu mà đi một nhóm ấy, thì cũng hay đấy. Dựng lều, dựng bạt lên. Hoặc là xe bán tải có chuẩn bị sẵn đồ cắm trại đấy là đi rất là thuận tiện và hay. Đây là một điểm du lịch hấp dẫn đấy. Không biết mình đến đây đã phải là đồi cỏ cháy chưa, nhưng mà nhìn rất là giống là cỏ cháy các bạn nhá. Gần đỉnh đồi rồi. Còn một khoảng 5-60 mét nữa đỉnh đồi. Thì trên đây có một bầy bò. Bò này leo núi giỏi lắm. Con này lớn lắm à. Tôi nghĩ có lẽ đây là đồi cỏ cháy hoặc là bên kia. Nhưng mà cơ bản thì thấy là giống rồi này. Đây nhìn. Đấy. Giống cỏ chưa, cỏ cháy chưa. Nhiều lắm. Địa điểm rất là đẹp. Mình sẽ leo lên đỉnh đồi trên kia xem như thế nào. Nhưng mà đây là đồi cỏ cháy. Nghĩ là như vậy thôi. Giống thì nói vậy. Lần đầu tiên lên đây mà đâu có chắc chắn đâu. Đẹp quá. Giống như một bãi cỏ cháy. Thực ra là nhìn thì cũng giống cỏ cháy thật, tại vì trên cao quá, khô cằn như thế này. Cái màu nó ngà ngà vàng vàng. Tự nhiên lên đây thấy mùi khoai lang nướng. Chắc là trên đỉnh kia ông ơi, có người đang nướng khoai trên đó. Rồi đi sang bên kia có một cái đồi nữa còn cao nữa. Mình sẽ bò qua bên đó luôn. Có đường đi rất là thuận tiện, thấy như còn đẹp nữa, họ rào hai bên giống như hành lang á. Nhưng mà trước tiên phải leo lên đỉnh đồi này đã. Nhưng mà giống cỏ cháy thật ông à? Cái này muốn biến thành đồi cỏ cháy là thật luôn là có được luôn á. Không cần phải là tên nữa. Thôi, mình lên đỉnh nhá. Đi đến cái mùi khoai lang nướng. Có mùi khoai lang nướng không ạ?
Giờ này leo nơi đây cũng khá mệt mà nghĩ đến cái gì ăn cũng thấy ngon hết á. Thôi mình lên đỉnh đã. Ờ đúng rồi. À nó không, đây này, nhiều xe đi vào đây này. À, xe lên mô tô đi, cái này gắn cái bánh, cái vỏ xe địa hình vào một tí, nhiều gai gai một tí là yên tâm leo lên đây. Khá là cao rồi. Đồi cỏ cháy, nghe cũng thấy hay. À đỉnh Phượng Hoàng chứ hả? Đỉnh Phượng Hoàng. Đỉnh Phượng Hoàng. Chắc trên đây là đỉnh Phượng Hoàng, dưới đây là đồi cỏ cháy. Bạn già mình thấy giống phật thủ chuyên nghiệp quá. Anh Nguyên là... Ờ đây anh Nguyên đang đi đây. Đang Đà Lạt đây. Ở à, trên đây có nghe tiếng nhạc không? Ở đây á, người ta mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ nhá. Rừng thông vi vu, đồi đẹp, phong cảnh đẹp, không khí mát mẻ, xe lạnh, đúng là Đà Lạt thu nhỏ. Đây, trên đây có một nhóm đang cắm trại vui lắm, thấy nhạc nhẽo rồi nó mùi khoai nướng rồi lên giao lưu thôi. Chào ạ. Ba lô. Rồi lên đỉnh đây đã gặp được một nhóm phượt lên đây rồi. Thấy có gắn gimbal như nghe là chuyên nghiệp rồi. À, chào em, chào các em. Vui quá. Xe gửi, xe gửi dưới kia. À, đi bộ lên. À, đúng rồi, đúng rồi. À, ở dưới khu mấy con bò kia là thấy mùi khoai nướng trên này à? Đây, có bạn, các bạn trẻ ở đây này. Có lều dựng đây. Mình phải lên đỉnh một cái đã. Đây, các bạn phượt bằng xe máy nhá. Xe tay ga nhỏ nhỏ như Vision này cũng đi này. Xe tay ga, xe số thường thường là lên đây. À, lên được bình thường nhưng mà hình như là đi lối bên kia. Bên kia nó thuận tiện hơn. À, rồi. Cái này có phải đỉnh Phượng Hoàng không em? Đúng rồi. Thế còn đồi cỏ cháy là cái bên này hả? Vâng ạ. Đây là cỏ cháy đấy anh. À. Thấy nó màu vàng thì là màu nào cũng đỏ. À hay quá. Một thằng này ngủ. Vậy hả? À chỗ bạn bè. À vui quá. Địa giới xã Bằng Cả 3x1. Đây lại là địa giới xã Quảng La. À, đây là địa danh của ba xã ha. Địa giới phường Bắc Sơn này, phía này Bắc Sơn này, phía này xã Quảng La này, phía này xã Bắc Sơn này. À, phường Bắc Sơn. Cái này là đỉnh cao nhất đúng không? Đúng rồi, còn bên này là xã Quảng La. Và bên này là đấy, xã Bằng Cả. Tức là ở điểm này là giao nhau giữa ba xã. Anh chụp để em tạo dáng ngay. Các bạn trẻ vui quá nhỉ. À, các bạn trẻ quá vui. Anh chụp để em tạo dáng ngay. Ở đâu đâu, máy ảnh anh chỗ nào, em ở chỗ nào. Em ở chỗ nào? Có trong đây hết rồi. À, đây, em chạy nhìn đi, em ở chỗ nào? Mày phải cho bạn vào tí ảnh nhé. Anh đứng đi. Đấy, anh đứng đây. Anh đang quay video. Anh ở đâu ấy? Anh ở Sài Gòn. Ngon quá nhỉ? Anh ở
rồi anh cảm ơn. Như thế là đẹp rồi. Ở đây có bạn nào làm YouTube không? Thế thấy hay là TikTok? Không, bạn quay chơi vậy thôi chứ bọn em quay chơi thôi ạ, quay làm kỷ niệm thôi ạ. Quay màn hình này là màn hình TikTok. Rồi mình lên đỉnh Phượng Hoàng đây, có giao lưu với một nhóm các bạn trẻ rất là dễ thương, nhưng mà thôi mình phải đi tiếp, hẹn gặp lại vào dịp khác. Bye. Bây giờ đi xuống qua cái ngọn đồi bên kia, đường đi này thì thuận tiện hơn nhiều, nó bằng phẳng hơn, dốc nguy hiểm, cấm ô tô xe máy, cấm chơi thôi chứ chắc là đầy đường này. Lối ô tô vẫn lên này, nhưng mà phải xe đặc chủng, xe địa hình thì đi chắc là thuận lợi, nếu không thì hơi khó. Giờ mình đã xuống dưới chân của hai quả đồi. Đây có những cái dịch vụ chỗ nghỉ chân này, rồi cung cấp gà nướng, thịt nướng, cho thuê sạp, thuê lều trại, dịch vụ các loại ở đây. Nhưng mà mình sẽ không ở đây, mình sẽ đi lên tiếp cái quả đồi bên này. Đúng là Đà Lạt thu nhỏ cũng đúng đấy. Đỉnh Phượng Hoàng là ở kia kìa. Đồi cỏ cháy bên này này. Còn bên này là đỉnh gì đây? Rồi cứ đi lên đã xem biết là đỉnh gì mà. Đây con đường đi lên cái đồi trên này á, cũng được hai bên đã làm cái hàng rào bằng gỗ, bằng cây. Nhìn cũng thấy là bắt mắt, thấy hay. Đường này thì xe ô tô đi tốt, có người đi hơi mệt thôi vì nó luôn luôn là dốc cao. Và những cái đồi này, đồi cỏ cháy, đồi thông. Xa xa dưới kia là thành phố Uông Bí nhé. Nhìn cái sang bên đồi bên kia nhìn đẹp quá hả? Rồi mình lên đây gần cái đỉnh đèo thứ hai rồi. Lên chỗ này cũng có một cái chỗ để có thể nghỉ lại, cắm trại, ăn uống, nghỉ ngơi, nướng đồ ăn. Thấy ở đằng kia có mấy cái đống củi và những cái chỗ nướng nữa, tức là cái dịch vụ ở đây là họ cho thuê. Đây có cái giống như cái xà ngang hoặc là gôn gì đó, đá banh ở đây cũng được. Bây giờ mình tiếp tục leo lên đỉnh cao nhất của cái khu đồi này, là lên trên kia đó. Hôm nay trời không nắng, hơi âm u. Kia phía xa tít bên kia là các bạn trẻ đang chơi bên đó này. Các bạn thấy thở phì phò chưa? Hôm nay được một bữa thể dục thoải mái luôn. Bạn già mình cũng chịu khó tập thể dục lắm, hôm nay đi cũng chơi tới cùng luôn. Lên đỉnh trên kia, tiếp tục chinh phục đỉnh cao nhất. Đây, nhìn sang đồi bên kia này, là chỗ lúc nãy mấy bạn trẻ đang nướng đồ ăn ở bên đó, cắm trại bên đó đấy. Đó, nhìn thấy đồi đi qua cũng thuận tiện lắm, đường mòn xe máy lên trên đỉnh. Nhưng mà mình sẽ đi tiếp tục lên đỉnh cái đồi này. Đồi này là cao nhất, cao hơn đồi bên đó.
sắp lên đỉnh đồi rồi. Ôi, bây giờ mình là đứng trên điểm cao nhất rồi. Chinh phục đỉnh đồi. Đỉnh đồi này thì nhiều đá, ngồi cắm trại thì không có thuận tiện lắm. Vậy là mình đã chinh phục được đây. Hôm nào mà có điều kiện mình quay lại sẽ đi chơi nó kỹ càng hơn. Hôm nay mình chỉ chinh phục đến này thôi, lát nữa ngồi nghỉ rồi lát nữa đi xuống các bạn ha. Ai à, mình đã chinh phục đỉnh đèo, đỉnh cái đồi này rồi. Cây là đồi Phượng Hoàng và đồi cỏ cháy, mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ. Mình mấy ông bạn già bắt đầu đi xuống rồi, chuẩn bị đi về, nhưng trên đường xuống còn dài lắm. Địa danh này mà thấy đường mòn nhiều như thế kia chứng tỏ là rất là nhiều người đi lại đó, bằng xe. À, mình đã đi xuống được khỏi cái quả đồi Phượng Hoàng đấy, rồi bãi cỏ cháy nhé. Thì bây giờ hai anh em đang xuống được cái trạm dừng chân. Đây được khoảng 1/3 đoạn đường rồi. Hôm nay là thứ 6, có lẽ ngày mai thứ 7 chủ nhật thì đông hơn. À, nhưng mà mình đi vào, mình thích đi vào những giờ vắng vắng như này. Đồi thông giống Đà Lạt, hôm nay không có gió này nha, không nghe thấy tiếng vi vu. Dự tính khoảng 20 phút nữa sẽ xuống được đến chỗ để xe. Đây có xe chuyên đi phượt này, ASEAN hay Suzuki gì đó. À, Suzuki. Hay lắm, mình cũng thích cái thể loại đó, thể loại phượt đó. Chỗ này có khi phải để được cả 5-70 xe chứ em nhỉ? Thoải mái. Có phải xe nào cũng ở dưới đâu bác, người ta còn đi lên đồi đi chứ. À thì lên đồi phải xe, phải mạnh mạnh mới lên được chứ. Ừ, anh thấy cao, cái đồi này cao lên được. Làm cao phải hai cầu, thế một cầu lên, một cầu cũng lên được. Cũng lên được luôn. Lên được. À, một cái cầu kia người ta cũng lên được, nhưng phải do người lái biết lái. À, một cầu cũng lên được luôn. Nhưng mà nếu mà hơi mưa xuống một tí là ngồi thì ôm xe khóc. Đúng rồi, hơi mưa thì ra phải đến dưới này, không em không cho lên đâu. Nếu mà đúng, không cho lên. Vậy, cho người ta chứ. Đi vậy là cái con đường này là có bao nhiêu người được quản lý ở đây? Đường này từ đây lên đến đồi thông chỉ có nhà em. Có mình em là quản lý con đường này. Thế còn lên đồi thông anh thấy có mấy cái bảng mà gọi gà có số điện thoại là có phải của em không? Không, của nhà khác nó treo đấy. Đấy cái bọn gà ở ngoài chợ nó mang đến. Ngoài chợ. À. Gọi điện không mà mang đến. Thế còn gọi của em là phải có. Có số điện thoại em ngoài cổng. À, có số điện thoại ngoài cổng. Gà em nuôi ở trên chuồng. Gà gà nuôi luôn, gà thả vườn ngon lành. Vâng, đến đặt em mới đi bắt em thịt chứ. Cái số điện thoại của em là số mấy em? Số điện thoại em là 0972684352. 0972684352. Vợ chồng em tên gì nhỉ? Phương Thái. À Phương Thái. Lần sau mình vào đây cứ đến khu Phương Thái đó là mình gửi xe mình phi lên đó là được. Mình tính mình hay quên thì mình ghi vào đây để lần sau mình đến là mình còn hỏi Phương Thái. Ai ăn ví dụ đi nhiều thì gọi điện trước đặt em làm. À. Nhưng mà ví dụ như lỡ lỡ mà lên trên đó rồi gọi cũng được phải không? Cũng được, phải chờ. À, chờ nó hơi lâu. Chờ mất 2 tiếng mới được ăn. À. Thì gà nướng lâu lắm. Xe máy thì người ta gửi đây hay là xe của người ta gửi ấy. Người thích đi bộ. Lúc nãy anh thấy có mấy cái xe như là xe Vision này, xe Way nó cũng leo được lên bằng đường này. Leo lối này mà. Cũng lối này được lối luôn. Lối này hết. Em bảo nếu chỉ chủ yếu là do người lái thôi. Hai người có chạy được cái lối này lên được, nó chắc cực khó, hơi nặng ấy. Đi được. Chỗ nào nó dốc thì xuống một tí. Một tí họ trèo lên. Ví dụ xe ra thì mình đừng để mất đà phóng một mạch lên luôn. Đấy là trên đây là núi Phượng Hoàng này với cái bãi cỏ cháy này là hai cái điểm đó. Thế còn cái điểm là
đồi gì nhỉ? Bình Hương á. Bình Hương. Bình Hương là bên kia. Nhưng bác phải đi ra ngoài phố kia, bác đi nó quay lại trong đường Vàng Danh ấy. Rồi. Vàng Danh Bình Hương thì có đẹp không? Cũng đồi cỏ như này. Đồi cỏ như này không đẹp bằng bên này được. Bên này nó thoải, nó đẹp, vậy đẹp cao lắm. Em thấy khách đi người ta bảo đây cảnh nó rộng hơn. Tức là Phượng Hoàng hay hơn Bình Hương. Vâng. Dạ. Bên này bên đấy nó không có cây thông nhiều bên này đâu. Dạ. Bên này nắng còn có chỗ một chú như bên đấy. Vậy là mình đã đi được hết một lượt ở trên đó rồi. Bây giờ xuống dưới đây ngồi nói chuyện với vợ chồng chủ nhà. Rồi thì hôm nay mình cũng xin phép dừng video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Trân trọng chào tạm biệt. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh đấy, hãy đăng ký kênh ủng hộ mình và tạo điều kiện cho mình được ra những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Và đừng quên cho mình xin một like nhé. Rồi chào tạm biệt chủ nhà.